Ôi, cái xì đẹp thế cô. Cho xem nào. Cái này bao tiền hả cô? Cái này cô để cháu 2 triệu. 2 triệu à? Rẻ nhất là 2 triệu. Ủa, cũng được đấy. Được rồi, 2 triệu. Cháu cho cô mất cây luôn. Cô đọc cho cháu số tài khoản. Đổ luôn. 2 triệu rưỡi không bán, hôm nay 2 triệu bán cho cháu là có cái duyên rồi. Cây này vẫn còn phôi, nhưng mà... phải nói là xanh si nó cũng giữ giá thật. Cái phôi nhỏ nhỏ này cũng hai củ, nhưng mà tôi nhìn được cái tiềm năng của cái cây này nên là thôi chơi luôn. Cô ấy bảo đây là cái xì của con cô ấy nuôi 8 năm rồi, và ngày đó cậu ấy mua 800.000. Như thường lệ tôi dùng một cái vòi xịt, xịt hết cái đất cũ đi. Gì thì gì cũng phải tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị lên thớt chứ. Cỏ mọc tùm, lông lá đầy người này. Bây giờ tôi sẽ làm sạch hết và đưa lên thớt để nghiên cứu. Đây là một cây một gốc ba thân, trong đó thì có cái thân này hơi thừa này. Mặt sau thì phông không ra phông, nếu mà xoay mặt trước thì che mất hai thằng anh đẹp đẽ của nó. Cho nên là xử luôn. Thế là lại có một cây mini đẹp rồi. Tôi sẽ chỉnh lại vết cắt bằng một cái cạp, gọt lại bằng một con dao bấm. Đấy, bây giờ trông nó mạch lạc hơn nhiều rồi nè. Lên thớt xong rồi thì đưa lên chậu. Mặc dù cái chậu này nó không hợp đâu, tôi biết chứ. Thế nhưng mà tôi cần nuôi cái phôi này cho nó lớn, nên là tôi sẽ chọn một cái chậu sâu một chút, đổ chất trồng vào, tống cây vào và lại xiết, rồi lại đổ, rồi lại chọc, rồi lại tưới, rồi lại mách cắp cho nó bằng một ít keo liền sẹo. Và cuối cùng thì đây là thành quả của tôi. Anh em thấy cái phôi si này có tiềm năng không? Nếu mà thấy đẹp ý, thì ấn like cho tôi một cái nhá, và đừng quên ấn đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.